tay ta mà được đánh thức trong lần mục tế khi cần đối mặt con heo đã đuổi theo em tế số tiền đó để nuôi em tay là bí mật mà cầm đến tiết lộ xong nhận em bắt đèn vì chiến bắt làm phải khó và khi sự tôi đúng phải thức thì và sự cảm cho những lời từ số nhưng cái cầu cứu được một đứa thế con quái vật muốn cháu có lý thôi và ta mà quyết định trở thành một anh hùng với vị tích nó giờ chưa bên hồi tường thật đó mà cậu đã luyện tập mà không có đáng có khi luyện của ngày xuân ba năm với một tốc độ cho nó là khi cậu đã tải được sức mạnh siêu nhân mà đã hạ gục đối thủ của mày mà chỉ đổi lại trong cậu phải rụng hết là do quá trình cậu đó phải cổ thể nhưng sai ta ma chắc chắn đến tổn thức mà của mình sẽ nó nói chuyện mà đúng như vậy mục tiêu anh hùng rất dễ dàng để cậu hành đối thủ mà một cú khỏi cái ác quái vật đã gây nên nhưng không bao giờ được thừa nhận thắng đó chỉ là nó ăn hớ kể tiếp thành phố đã bị tấn công bởi con quái vật từ một khi tôi có lần lượt được cho là khủng khiếp và không một ai dám đứng ra chống đỡ nhưng điều bất ngờ lại có một ai đó cậu ta tự nhận là tê vô tê nó ở hậu ý chí chiến đấu kiên cường mà dù đã tất cả đến giờ phút chót nhưng với sức mạnh tên đó thì giờ thì chẳng đánh bại được một khi tôi cứ nên sai ta
Heads up. Thank you.
Mm-hmm.